Hai bị can này gồm Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường cùng trú tại Văn Chấn, Yên Bái, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về hai tội giết người và cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Cao Sang, sinh năm 2001, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Theo cáo trạng, ngày 26 tháng 9 năm 2019, do hết tiền, Giáp bàn bạc và rủ Trường vào buổi tối ra khu vực bến xe Mỹ Đình để cướp tài sản của lái xe ôm lấy tiền ăn tiêu. Hai bị cáo đã gặp và giả vờ thuê anh Nguyễn Cao Sang lái xe máy chạy Grab trở về khu vực phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm. Anh Sang điều khiển xe máy chở Giáp và Trường đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Trường nói đi sai đường và bảo anh Sang quay lại. Khi anh Sang quay xe lại, xe bị chết máy. Lợi dụng lúc anh Sang kiểm tra xe, Giáp đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào anh Sang. Mặc dù nạn nhân vùng bỏ chạy được, nhưng đã tử vong do mất máu cấp không hồi phục. Giáp và Trường lấy điện thoại của anh Sang kiểm tra thấy có mật khẩu nên ném xuống đường, rồi lấy chiếc xe máy của anh Sang bỏ trốn về tỉnh Yên Bái. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản.